Đối với phần lớn thế giới, năm 2022 đánh dấu thời điểm mà đại dịch COVID-19 bắt đầu kết thúc. Chúng ta đã gần như có thể nói rằng giai đoạn khẩn cấp của đại dịch đã kết thúc. Có thể thấy rõ sự thay đổi này sau nhiều nỗ lực mở cửa bất thành của một số quốc gia. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 9 tuyên bố đại dịch đã qua khi đề cập hành vi đang thay đổi của người dân Mỹ. Các biến thể mới có xuất hiện nhưng vẫn liên quan chặt chẽ với biến thể Omicron xuất hiện vào cuối năm 2021 mà không thay đổi nhiều về tác động. Tiêm phòng và tiêm nhắc vẫn có tác dụng ngăn ngừa bệnh trở nặng và tử vong. Tuy nhiên, giới chức y tế toàn cầu cảnh báo người dân rằng không nên mất cảnh giác vì COVID-19 vẫn tiếp tục ám ảnh cuộc sống hàng ngày. Virus này đã giết chết gần 7 triệu người trên toàn cầu với tỷ lệ tử vong hàng ngày hiện là gần 2.000 người. Việc tiếp cận với vaccine và thuốc điều trị vẫn còn bất bình đẳng, các đợt bùng phát dịch tiếp tục làm gián đoạn cuộc sống trên toàn cầu. Ở Trung Quốc, chính sách ngăn COVID triệt để đã giữ số ca tử vong ở mức tối thiểu và không ảnh hưởng hệ thống y tế của nước này, nhưng việc phong tỏa quy mô lớn ngày càng trở nên khó chấp nhận được đối với người dân Trung Quốc. Tác động toàn diện của COVID-19 đối với sức khỏe toàn cầu có thể trở thành trọng tâm chú ý vào năm 2023. Dữ liệu cho thấy sự gián đoạn đang diễn ra trong mọi loại hình chăm sóc sức khỏe, từ tiêm chủng cho trẻ em đến khám sàng lọc ung thư. Tuổi thọ và tỷ lệ sinh sản ở nhiều nước đã giảm sút, còn quan ngại về sức khỏe tâm thần lại đang tăng vọt. Các chuyên gia y tế đặt câu hỏi liệu những thay đổi này có kéo dài hay không và đâu là cách giải quyết tốt nhất. WHO và các thành viên đang thảo luận về một hiệp ước đại dịch để quản lý phản ứng tốt hơn đối với các đợt bùng phát trong tương lai, và họ vẫn cảnh giác về một biến thể mới có thể làm suy yếu đáng kể các loại vaccine và phương pháp điều trị hiện tại. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,